Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người xếp những cái ly mini bằng giấy như thế này ha mọi người ha. Dễ thương chưa? Đó. Đây dụng cụ thì mình có keo dán, kéo. Miếng giấy này là 6x6 nha mọi người. Là 15x15. Rồi mình sẽ tiến hành xếp ha. Rồi bên đây cũng vậy luôn nha mọi người. Mình được như thế này rồi mình sẽ rửa ra và mình cắt bỏ phần này ha. Và mình sẽ bỏ luôn phần này. Những phần này thì mình sẽ cắt ra. Rồi mình sẽ dùng mà keo để mình dán lại nha mọi người. Thế này. Rồi phần dưới đây mình sẽ bẻ nó vào và dán lại luôn. Như thế này. Rồi đây, mẫu giấy này thì mình sẽ làm cái quai cầm ha. Bẻ hai đầu vào một xíu thôi. Rồi mình sẽ dán vào.
Rồi như thế này là mình đã được xong một cái ly mini bằng giấy nha mọi người ha. Đây. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình ha. Nhớ like ủng hộ mình nha mọi người.